ra cho tôi ở đậu ở mướn người ta mà rồi trình giấy tờ ra nữa. Rồi mình mướn đất người ta, mày mướn đất cho bùi mướn giấy tờ đó là cô không phải trình ra cái những cái gì á mình nói là người ta đuổi mình. Ừ, mày mướn đất mà mày đòi giấy tờ bằng khoáng mày bán đất người ta. Rồi, cái tội này là không được. Ủa cái này là té hả? Máu quýnh tay bên đây nè. Ủa sao mấy quýnh? Nhà kế bên nhà nè. Kiếm chuyện rác rưới gì ai dụng đâu cái qua kiếm chuyện thầy. Thấy thầy có khách chọi khách cho khách đi hết. Ta tới chùa quậy khách, đừng khách sợ khách đi hết. Đừng có mục đích hết à, nó làm gì nó cũng có mục đích. Nó hại mình mà. Vậy con hỏi này, thầy tu theo Phật gì? Phật Thích Ca Mâu Ni. Chính theo đạo Phật là ăn thịt cá, còn tu theo không phải Phật là không có ăn thịt cá. Nào giờ anh trai là theo một tâm riêng. Vậy em hỏi thầy, tu theo Phật Thích Ca. Vậy ông Phật Thích Ca hồi đó có lúc mà ông chưa tu ông ăn mặn hả anh trai? À, từ đầu cuối ăn mặn hết, không có ngày nào ăn chay. Vậy sai rồi. Sao sai được, theo giáo lý, theo đạo Phật chứ sao sai. Học giáo lý đi. Sai rồi. Không có, đạo Phật không có ăn chay bao giờ. Vậy em hỏi thầy, đạo Phật giáo Bà Hảo là theo Phật của ai? Không có theo Phật. Đạo Bà Hảo là đạo không theo biết. Là tôn chỉ của Phật Thích Ca. Không, thầy không biết Phật Ca vậy là không hiểu đạo. Phải đi học qua Ấn Độ. Nếu mà theo tôn chỉ phải ăn mặn. Còn nếu ăn chay là không theo Đức Phật Thích Ca. Vậy thầy hỏi gì có đúng sai mình đừng có cãi. Không phải là cãi. Mình để nói đang nhận cho biết thôi. Chứ... thì đạo Phật Thích Ca là phải ăn thịt cá. Còn nếu mình nghĩ khác thì tự mình suy nghĩ. Tự mình biện riêng đi. Thôi đừng quay cái vụ này. Không phải là quay nhưng mà để nói để cho cái biết cái đúng hay sai. Không có đúng. Giờ cả nước mình đó là 1000 chùa ăn mặn. Campuchia là ăn mặn hết. Đừng quay nhanh con. Vậy bây giờ em hỏi thầy như vậy. Có hai bài thơ trong không có bài thơ gì mà không có thơ nào. Đừng nói thơ thì không đúng. Không, thầy nói giờ uống nước trà hay mời uống nước trà xong rồi viết phản hồi mình về đừng có hỏi. Thầy không có trả lời bất cứ câu hỏi nào của hoài lời không phải Phật giáo. Còn chừng nào làm đệ tử thầy thì mới hỏi làm dạy thầy dạy. Còn không phải đệ tử thầy nên đừng chất vấn. Thầy chất vấn là qua giáo hội chất vấn. Vậy giáo hội là người hiểu biết nhiều nhất. Là mình qua giáo hội mình hỏi. Đi hỏi này tu cách nào dễ tu dễ tu. Không biết, tự mình biết cái tu, tự mình chứng, tự vậy, vậy sao mà nhận thầy mà thầy không biết? Không, thầy có nhận đệ tử. Ý nó mà nhận sao xưng thầy mà không biết tu cách nào vậy thôi. Thì phải tự tu, Đức Phật là tự xuất gia, tự tu, tự chứng. Rồi, đó, có nhiêu đó thôi, tự mình tu, tự mình chứng. Vậy thôi, chứ không có cái câu nào. Vậy thôi. Như hỏi thầy tu gì, nếu mà tu còn sân si không? Đã nói rồi, còn sân còn si, nếu mà tu còn sân, còn ai cũng còn sân còn si. Hỏi thầy vậy, thầy tu mấy năm rồi? Không có hỏi nữa, thầy chấm dứt rồi. Không, con không biết, con phải đi học thầy tầm sư học đạo. Thầy không giải thích những lời nói của con. Thầy là cái đó là tu chẳng còn mà. Không, thầy không giải thích. Xưng con, xưng thầy là không đúng. Thôi vậy thôi đừng nói nữa, thầy không phải chỗ để thầy chấp vấn với mình. Xin con xin thầy. Không rồi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thôi đừng nói. Nói để cho biết, để cho thầy biết. Không thầy không có gì biết hết, thầy tôi đã nói rồi. Tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát, tự mình tu. Rồi giờ tự mình tìm hiểu chỗ điện thoại quay đó thôi mình chứ không thầy nào hướng dẫn mình, không thầy nào dẫn đường cho mình thì bây giờ như vậy thôi đừng nói nữa. Không nói thầy nghĩ đừng quay con ơi, thầy không nói nữa, thầy tranh luận với nhau đúng không? Không có tranh luận nha thầy, xin lỗi. Giờ thắp nhang xong về, giờ thầy không có tiếp khách nữa, lý do là không được tập trung đông người theo quy định của nhà nước và chính phủ. Mùa y tế này không được nói dài dòng, cũng không được nói nhiều. Tập trung nói nhiều là thứ nhất, nói nhiều thì bệnh đó, xuất phát từ cơ thể của mình. Còn mà đúng sai thì mình phải học giáo lý thôi. Học giáo lý rồi xong rồi được. Học giáo lý. Không, đừng có thắc mắc, cái đạo người ta thờ cái đó thì là đúng, thầy cứ giải thích đúng pháp, còn không biết thì phải đi tìm hiểu. Việt Nam mình 63 tỉnh thành, hết 40 mấy tỉnh thành là thờ cái Phật dương vật đó rồi, là có, Việt Nam có hết, do mình không chưa tìm hiểu. Sao đi tìm hiểu, đi tìm mấy cái đạo hay thắp tràm, nhất là có việc thắp tràm,
người ta sẽ chỉ là có thợ đó. Thì chưa hiểu thì đi tìm hiểu cho kỹ. Còn thắc mắc gì phải học kinh. Hay nói giờ thắc mắc gì cứ đọc kinh là sẽ hiểu đó. Chứ cần đó, thầy là gì? Thầy còn phải học kinh mà. Nè, trước là quy y Phật, sau là quy y pháp, pháp là kinh, kế tiếp là tăng là thầy, là người đang học và hướng dẫn cho người ta tu thôi. Đó, thầy chỉ cho có nhiêu đó. Như hỏi này tu làm sao cho không dễ cho đó, dễ đó dễ hơn. Chính mình, chính mình thôi, chính mình và phải học kinh, học pháp là pháp là kinh, kế tiếp là tùy tự mình tìm cho mình con đường mình đi, chứ không ai dẫn đường mình đi, tự không ai mà cầm tay dẫn mình đi ở đường này đường xá, thằng mù phải gia đình mình dẫn, chứ thằng mù người dân họ cũng dẫn được, ai rảnh đâu dẫn mình đi chơi, mình đi mình mò mình đi mình tự lấy gậy nè, mình đụng tới đâu mình đi kệ mình. Ở giờ Phật cũng vậy nè, giờ tự mình phải đuốc lên mình đi, tự mình phải đốt ánh sáng lên mình đi, tự mình phải tu cho chính mình. Chứ thầy không có đạo Phật là không được nói đúng sai, đúng sai là mình chấp ngã, làm mình sân si. Sân si chính là mình, không phải là sân si, để nó cũng như thầy đang không biết đấy. Để mình biết thì mình nói chứ. Công an tới là phải đi nha, tại vì không được tập trung đâu.